Thương quá, thương quá. Thằng bảo vệ này, ôi trời ơi. Đưa tay lên bảo coi, cho bắt tay cái nào. Khách cứ vào chào như nào. Hả? Khách vào thì con chào như nào. Hả? Khách vào con chào như nào. Ôi trời ơi. Thương quá cơ. Nhìn bảo vệ như này ai dám vào mua hàng. Hả? Ai dám vào mua hàng. Ôi ôi. Em kêu. Đây cho ra shop chơi nhá, cho ra shop đi làm bảo vệ nhá. Đây ngồi đây nhá, ngồi bên canh với cái đàn này nhá. Ngồi canh với cái này không cho ai động vào nhá. Được không? Đồng ý không? Đưa tay, đồng ý không? Xong tí cho hát nhá. Chết nghe chưa? Ngoan nghe chưa?